Ngày 27 tháng 12 năm 2009, khi người dân Trung Quốc đang chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, một bản tin trong chương trình thời sự đã gây chấn động dư luận. Hôm nay, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một lăng mộ từ thời Tào Ngụy tại An Dương, Hà Nam, Trung Quốc. Thông qua thẩm định, những nghiên cứu về tài liệu lịch sử và di sản dưới lòng đất, các nhà khảo cổ học đưa ra những phán đoán ban đầu rằng người chủ của ngôi mộ này rất có thể chính là Tào Tháo, một nhân vật rất nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Quá trình phát hiện ra mộ Tào Tháo phải kể từ thời điểm mùa xuân năm 2006. Đêm giao thừa năm đó, khi mọi gia đình ở Trung Quốc đang bận rộn công việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, người dân thôn Tây Cao Huyệt, An Phong, Hà Nam, Trung Quốc nghe thấy một tiếng nổ kỳ lạ. Năm nào cũng vậy, sau khi Tết Nguyên đán kết thúc, người dân ngôi làng nhỏ bé này lại trở về với công việc đồng áng bận rộn. Ông Từ Hoan Triều, một người dân thôn Tây Cao Huyệt, trong lúc lấy nước tưới ruộng đã phát hiện ra một việc hết sức kỳ lạ. Mảnh ruộng vốn chỉ cần một thời gian ngắn là có thể tưới hết, nhưng bây giờ phải dùng đến cả hai ngày vẫn không tưới đầy. Dòng nước tưới vào cứ dừng lại một điểm mà mạch nước không thông về phía trước. Từ Hoan Triều đi sâu vào phía trong ruộng, cúi xuống và quan sát thật kỹ. Người ta phát hiện ra một hố sâu khoảng 1 mét. Nhìn thấy một hố to và sâu như vậy, vùng đất sụt lở ở miệng hố lại rất mới. Từ Hoan Triều liên tưởng ngay đến tiếng nổ bất thường đêm giao thừa. Anh cho rằng đó là nhóm chuyên tổ chức ăn trộm mộ dùng thuốc nổ để mở ra một lối vào mộ. Cảm nhận được đây là một việc không đơn giản, anh lập tức báo với cơ quan chức năng huyện. Ông Cố Trấn Lâm, bí thư đảng ủy xã An Phong, lập tức theo chân Từ Hoan Triều đến nơi xuất hiện những điều kỳ lạ này. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, ông Cố Trấn Lâm cho người dân lấp đầy hố sâu kỳ lạ. Nhưng sau đó, khoảng 2 đến 3 ngày, ông phát hiện ra rằng chiếc hố vừa được lấp đầy và rất chặt lại trở thành hố sâu như cũ. Không chỉ có vậy, ông còn nghe người dân trong thôn nói rằng ẩn dưới hố sâu này là một ngôi mộ cổ quy mô rất lớn. Sau nhiều ngày đêm suy nghĩ và tìm cách giải mã vùng đất bí hiểm nhưng chưa thể đưa ra một kết luận nào, ông Cố Trấn Lâm liền nghĩ tới Phan Vĩ Bần, đội trưởng đội khảo cổ đang tiến hành khai quật và khảo cổ tại An Phong, Hà Nam, Trung Quốc. Sau khi xem xong bức ảnh chụp hố sâu kỳ lạ trên vùng đất ruộng của người dân địa phương, Phan Vĩ Bần như bị lôi cuốn vào những bí ẩn dưới chiếc hố sâu đó. Anh quyết định đích thân tìm hiểu về điều kỳ lạ này. 2 ngày sau, Phan Vĩ Bần đích thân trèo xuống dưới hố sâu bí hiểm. Điều khiến Phan Vĩ Bần hết sức bất ngờ là nơi chân anh chạm tới không phải đáy của ngôi mộ, mà là một đám đất mềm làm chân anh thụt xuống một hố sâu hơn. Anh nhanh tay nắm lấy chiếc đèn pin soi xung quanh và không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện ra mình đang ngồi giữa một ngôi mộ cổ lớn. Anh phát hiện ra bên phải mộ có một ô cửa. Rất may ô cửa không bị bịt lại hoàn toàn mà có một khoảng trống chừng hơn 1 mét. Dùng đèn pin soi kỹ vào phía trong, anh phát hiện ra phía trong có một ô cửa khác lớn hơn. Phía trong rất tối và sâu thẳm. Phan Vĩ Bần gần như bò qua cửa hang sâu và dài. Khi ngẩng lên, anh phát hiện ra một cảnh vật kỳ thú hơn. Nhìn xuyên qua cổng vòm lớn là một phòng chính rất rộng. Hai bên cửa phòng đều có một ô cửa tròn. Phía trước là một ô cửa lớn hơn. Không sâu, nhưng tôi nhận ra rằng vị trí tôi đứng chính là giữa của hai phòng chính của một ngôi mộ với quy mô rất lớn, đều có một phòng ngách nhỏ hơn. Sau khi nghe Phan Vĩ Bần nói về ngôi mộ lớn này vào khoảng thời Đông Hán, Cố Trấn Lâm chợt nghĩ rằng ngôi mộ này liệu có phải mộ Tào Tháo, một ngôi mộ luôn được nhắc đến một cách kỳ bí hay không? Thực ra khi mới nhận chức bí thư xã An Phong, Cố Trấn Lâm đã nghe nói năm 1998, ông Từ Ngọc Siêu, một người dân thôn Tây Cao Huyệt, trong quá trình khai thác đất sản xuất gạch, đã phát hiện ra một mảnh vỡ của tấm bia mộ Lỗ Tiềm.
Trên đó có những thông tin chỉ vị trí mộ Tào Tháo. Rất có thể mộ Tào Tháo nằm ngay trên giải đất này. Từ những dòng chữ được khắc trên bia mộ cho thấy chủ nhân của ngôi mộ này có tên là Lỗ Tiềm, đã từng làm quan tam phẩm đời hậu Triệu. Trên tấm bia mộ được tìm thấy phần quan trọng nhất là đoạn cuối cùng được khắc trên bia. Đoạn văn nói rõ rằng từ phía tây cầu Cao Quyết bước về phía tây 1420 bước, sau đó rẽ về hướng nam 170 bước là đến góc phía tây bắc của lăng mộ Ngụy Vũ Đế. Từ đó tiếp tục rẽ về hướng nam 43 bước, rẽ sang hướng bắc 250 bước, chính là vị trí mộ của Lỗ Tiềm. Ngụy Vũ Đế được nhắc đến trong đoạn văn khắc trên bia mộ không phải ai khác mà chính là Tào Tháo. Trên thực tế, vị trí của mộ Tào Tháo đã sớm được nhắc đến trong lịch sử của Trung Quốc. Lúc sinh thời, Tào Tháo đã để lại Trung lệnh và Di lệnh. Năm 220, hơn một năm sau khi lập xong Trung lệnh, Tào Tháo qua đời. Trước khi mất, ông để lại Di lệnh. Sau khi ta mất, cho chôn cất gần nhà thờ của Tây Môn Báo. Trên các bức vách không vẽ tranh, không chôn cất vàng bạc châu báu kèm theo. Ngoài ra, Tào Tháo còn dặn dò con cháu chôn cất ông ở phía tây Đồng Tước Đài. Tuy nhiên, ngày nay đã không thể tìm thấy được Đồng Tước Đài nằm ở vị trí nào. Tây Môn Báo ngày nay nằm gần nơi phát hiện ra lăng mộ, liệu có phải chính là địa danh mà Tào Tháo đã nhắc tới trong Trung lệnh và Di lệnh hay không? Các nhà khảo cổ học vẫn đang trong quá trình tìm kiếm bằng chứng chứng minh điều này. Qua tìm hiểu những tài liệu sử sách đã được ghi chép từ trước tới nay, chỉ có những dòng chữ được khắc trên bia mộ Lỗ Tiềm do ông Từ Ngọc Siêu vô tình tìm được trong quá trình khai thác các sản xuất gạch là đáng tin cậy. Đây là tài liệu được ghi chép tỉ mỉ và chính xác nhất từ trước tới nay về vị trí lăng mộ của Tào Tháo. Sau khi nhóm chuyên trộm mộ dùng thuốc nổ tạo ra một hố sâu hơn 1 mét, tình trạng ăn trộm di vật trong ngôi mộ cổ tại thôn Tây Cao Huyệt, xã An Phong, Hà Nam ngày càng mở rộng. Mặc dù ông Cố Trấn Lâm đã cử ra một đội tuần tra thường xuyên tại khu vực này, tuy nhiên do đây là một khu vực hẻo lánh, ít có người qua lại, nên bọn trộm vẫn tận dụng được thời cơ hành động. Cố Trấn Lâm phải nhờ tới sự giúp đỡ của công an địa phương để bảo vệ, thắt chặt tình hình an ninh tại khu vực mộ cổ. Sự góp sức của công an địa phương đã đem lại một kết quả mang tính đột phá. Trong một lần ra quân tuần tra, công an địa phương bắt được một nhóm trộm của 11 thành viên. Sau khi điều tra lấy lời khai, công an đã thu hồi được một bức tranh đá đời Hán. Hoa văn được khắc trên đá là những hình thù nhân vật rất đẹp, nét khắc họa rất tinh tế. Có thể do bức tranh quá nặng, không tiện vận chuyển, nên nhóm trộm đã chia bức tranh thành 3 phần tương đương nhau. Ông Vương Quốc Bình quyết định mời chuyên gia của Cục Di sản Văn hóa tỉnh Hà Nam đến giám định bức tranh đá thu hồi từ tay bọn trộm. Sau khi nghiên cứu về bức tranh đá, chuyên gia Cục Di sản Văn hóa cho biết, trong bức tranh có hình ảnh Thất Nữ Báo Thù. Thất Nữ Báo Thù là câu chuyện rất phổ biến vào thời Đông Hán. Rất nhiều người đặt câu hỏi rằng, trên bức tranh đá cổ này không hề khắc chữ. Vậy tại sao các chuyên gia lại khẳng định rằng trên đó là câu chuyện Thất Nữ Báo Thù? Ở Nội Mông, mộ của Lâm Kích Nghị đã từng xuất hiện những hình ảnh vẽ giống như vậy. Cũng là một dòng sông, một cây cầu, vài người phụ nữ cầm kiếm và giáo ngắn. Người đứng giữa cầu là nhân vật chính bị ngã từ trên cầu xuống. Kết cấu, chủ đề, cách thể hiện đều đồng nhất. Phía trên bức tranh đó còn khắc chữ Thất Nữ Báo Thù thay cha. Cùng một đề tài như vậy cũng đã xuất hiện ở An Huy, Sơn Đông. Ở bức tranh đá này, mặc dù không có sự ghi chép về mặt ngôn ngữ, nhưng toàn bộ hình ảnh được khắc họa trên bức tranh đá này là minh chứng rõ nhất về sự tích Thất Nữ Báo Thù. Các chuyên gia đều thống nhất nhận định ngôi mộ lớn này thuộc vào thời cuối Đông Hán. Và chủ nhân của ngôi mộ này có cấp bậc rất cao trong triều đình. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng khẳng định rằng bức tranh đá này chính là bức tranh bị đánh cắp từ chính ngôi mộ cổ này và được xếp vào di sản văn hóa hạng 2 cấp nhà nước. Sau khi nhìn thấy bức tranh đá giá trị này, ông Phan Vĩ Bẩn lo lắng không biết có phải nhóm trộm đã gỡ bức tranh đá này từ trên tường của lăng mộ hay không.
Nếu như bức tranh đá này chính là một phần trên bức tường phía trong lăng mộ, thì kết cấu của toàn bộ lăng mộ sẽ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Nếu gặp mùa mưa, thì lăng mộ cổ có nguy cơ bị sụt lở. Phan Vị Bần và các chuyên gia khác lập tức quay về Cục Di sản Văn hóa tỉnh Hà Nam để báo cáo chi tiết với bà Tôn Ân Dân, Cục Phó Cục Di sản Văn hóa về những sự việc diễn ra. Được sự đồng ý của Cục trưởng, bà Tôn Ân Dân lập tức ký quyết định tiến hành công tác khai quật khẩn cấp đối với lăng mộ mới được phát hiện tại Tây Cao Huyệt, An Phong, Hà Nam, Trung Quốc. Cuối tháng 11 năm 2008, Cục Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc đã ký quyết định khai quật khẩn cấp lăng mộ thời Đông Hán. Kinh phí đã sẵn sàng, thủ tục pháp lý đã hoàn tất. Tất cả mọi người đều đang rất mong đợi kết quả của cuộc khai quật lần này, chờ ngày bức rèm bí mật của lăng mộ bí hiểm này được hé mở. Ngày 12 tháng 12 năm 2008, thôn Tây Cao Huyệt, xã An Phong, An Dương, Hà Nam chìm trong tiếng pháo nổ mở màn cho công cuộc khai quật lăng mộ thời Đông Hán. Trước khi khai quật, đội khảo cổ đã dùng dụng cụ chuyên dụng để thăm dò kỹ lưỡng nơi cần khai quật, để nắm rõ về kết cấu lăng mộ. Khảo sát cho thấy, lăng mộ sâu tới 15 mét. Đoạn đường dưới mộ rộng 10 mét. Điều đáng nói ở đây là xuyên suốt lăng mộ này chỉ có một con đường độc đạo. Đây là hình thức xây dựng mộ rất điển hình thời Đông Hán. Hình thức xây dựng mộ này và kiểu xây mộ hang động có một quan hệ mật thiết với nhau. Thời Tây Hán, do quan tài được trực tiếp chôn dưới đất, nên khi hạ huyệt, thường mở ra bốn đường dưới mộ theo bốn hướng Tây, Bắc, Đông, Nam. Đến thời Đông Hán, bắt đầu xuất hiện hình thức xây dựng mộ theo kiểu hang động. Quan tài được đặt vào chính giữa của một không gian rộng. Mộ thất được thiết kế có một cửa chính, vì thế trong mộ chỉ có một mộ đạo. Ông Phan Vị Bần đã đặt ra hai phương án về công cuộc khai quật lăng mộ lớn thời Đông Hán. Phương án thứ nhất là khai quật từ trên xuống, từ đó có thể nhìn từ phía trên và bao quát được toàn bộ không gian phía trong lăng mộ. Phương án thứ hai là khai quật từ mộ đạo, bắt đầu từ cửa chính của lăng mộ, tiến sâu vào mộ thất. Chúng tôi cho rằng lăng mộ được bảo vệ khá tốt. Vì thế, đội khảo cổ đề nghị dùng biện pháp khai quật từ mộ đạo tiến vào mộ thất. Cố gắng bảo toàn nguyên vẹn mộ thất để tạo điều kiện cho người dân sau này có cơ hội tham quan. Quan trọng nhất là phải bảo lưu được những di vật bên trong lăng mộ. Có người đặt câu hỏi nghi ngờ rằng, nhìn từ bề ngoài, những vùng đất này chẳng có gì khác biệt. Vậy các nhà khảo cổ đã làm thế nào để có thể phân biệt được đâu là vùng đất thời đó, đâu là mộ đạo và đâu là vùng đất hiện tại? Trên thực tế, người xưa khi xây dựng mộ đạo đều dùng phương pháp đắp lần lượt từng lớp đất đầm chặt lên nhau. Khi lăng mộ đã được khai quật, nhìn từ phía ngoài bức tường, chúng ta có thể thấy một lớp đất nén có độ dày khoảng từ 5-6 cm, rất đều và rất kỹ lưỡng. Sau khi xây dựng một nền móng mộ đạo chắc chắn, đất phía trên mộ đạo lại hoàn toàn khác. Phần đất này so với phần đất nén ở phía dưới về độ chặt chẽ và màu sắc đều có nét khác biệt rất lớn. Sau mấy tháng khai quật, lăng mộ tại Tây Cao Huyệt hiện ra ngày một rõ hơn. Lăng mộ có hướng từ Tây sang Đông, mộ đạo theo hình khắc dốc. Tường hai bên mộ đạo có hình bậc thang, càng sâu vào bên trong càng hẹp. Hình thức mộ đạo này rất phổ biến trong thời thượng đẳng của thời Tây Tần, song thời Đông Hán lại rất hiếm gặp. Người chủ của ngôi mộ bí hiểm này rốt cuộc là ai? Đây là một câu hỏi lớn luôn nung nấu trong lòng những thành viên trong đội khảo cổ. Cùng với tiến độ phát triển của quá trình khai quật lăng mộ, thời gian, lượng công việc, kinh phí đã vượt quá mức dự kiến rất nhiều. Một vấn đề lớn nữa được đặt ra, đó là nếu mùa mưa tới, thì mộ phụ số 1 và số 2 đang trong quá trình khai quật đều đòi hỏi phải có mái che và kết cấu chắc chắn. Lúc này, vấn đề kinh phí được đưa lên hàng đầu trong việc bảo tồn và khai quật lăng mộ Tây Cao Huyệt.
Một ngày trong quá trình khai quật, Tín Ứng Siêu, thành viên của đội khảo cổ trong lúc đang làm sạch đáy mộ, đã phát hiện ra một hố nhỏ. Miệng hố chỉ to bằng miệng bát, hố nhỏ càng ngày càng rộng ra. Khi miệng hố có thể vừa một người, thì một luồng cát đột ngột sụt xuống. Mọi người nhanh chóng tránh ra một phía. Khi tình hình đã ổn hơn, mọi người tập trung lại xem chuyện gì đã xảy ra. Hình ảnh hiện ra trước mắt khiến tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều lặng người. Cửa chính của lăng mộ thời Đông Hán hiện ra trước mắt toàn bộ thành viên đội khảo cổ. Tuy nhiên, điều khiến đội khảo cổ tiếc nuối chính là cửa chính của lăng mộ này đã từng bị nhóm trộm mộ mở ra trước khi họ phát hiện ra sự có mặt của nó. Cửa mộ được xây dựng bởi những viên gạch thời Hán, vốn cao 1,2 mét, đến nay chỉ còn một đống đổ nát cao chưa tới 1 mét. Trời không phụ người, công cuộc khai quật cuối cùng đã bước một bước ngoặt lớn sau gần một năm vất vả với việc đào bới. Lần 11 tháng 11 năm 2009, khi một ngày làm việc sắp kết thúc, Tân Ứng Siêu và Thượng Kim Sơn, hai thành viên của đội khảo cổ trong lúc dọn dẹp đất trong lăng mộ, đã phát hiện ra một tấm biển nhỏ bằng đá. Chiều tối khi mọi người tập trung ăn cơm mới phát hiện ra không thấy Thượng Kim Sơn đâu. Trong lúc đi tìm Thượng Kim Sơn, Tân Ứng Siêu phát hiện ra Thượng Kim Sơn đang rửa sạch tấm biển nhỏ được phát hiện vào lúc chiều. Sau khi rửa sạch đất bám trên đá, dòng chữ Ngụy Vũ Vương thường dùng dần hiện ra trên mặt đá. Ngụy Vũ Vương, cuối cùng thì chúng tôi đã tìm được ngài. Tân Ứng Siêu tay run run cầm mảnh đá và hét lên như vậy. Trong lịch sử có một vài vị cũng được gọi là Ngụy Vũ Vương. Song Ngụy Vũ Vương được khắc trên mảnh đá này chính là chỉ Tào Tháo. Tại sao Thượng Kim Sơn lại dám khẳng định điều này? Trên bia mộ của Lỗ Tiềm đã nhắc tới Ngụy Vũ Đế. Thông qua công tác nghiên cứu và khẳng định của các chuyên gia, Ngụy Vũ Đế ở đây chính là chỉ Tào Tháo. Vậy tại sao Ngụy Vũ Vương xuất hiện trên tấm biển đá vừa được phát hiện cũng là chỉ Tào Tháo? Không lẽ trong lịch sử Tào Tháo có hai tên gọi khác nhau hay sao? Sau khi Tào Tháo mất khoảng 10 tháng, Tào Phi, con của Tào Tháo lên ngôi, dùng tên Ngụy Vũ Đế để xưng hô với cha mình. Chính vì thế tên gọi của Tào Tháo sau này đều được chuyển thành Ngụy Vũ Đế. Tên gọi Ngụy Vũ Vương của Tào Tháo là tên gọi chuyên dùng trong thời gian sau khi Tào Tháo mất và trước khi Tào Phi lên ngôi. Lăng mộ mới được khai quật của Tào Tháo là do Tào Phi xây dựng trước khi lên ngôi. Chính vì vậy, tấm biển đá có khắc tên Ngụy Vũ Vương khai quật được trong lăng mộ rất phù hợp với hiện thực lịch sử và những tài liệu sử sách được ghi chép lại. Hơn nữa, mộ của Lỗ Tiềm xây dựng muộn hơn mộ của Tào Tháo hơn 200 năm. Chính vì thế, nên gọi mộ Tào Tháo là lăng Ngụy Vũ Đế là rất chính xác. Phát hiện ra lăng mộ Đông Hán tại Tây Cao Huyệt chính là những chứng cứ hết sức thuyết phục về sự tồn tại của mộ Tào Tháo. Trong đợt khai quật tiếp theo, các thành viên trong đội khảo cổ liên tục tìm ra được không ít cổ vật. Phần lớn di vật không có giá trị quá lớn. Trong những cổ vật này, đủ để khẳng định chủ của lăng mộ này chính là Tào Tháo, nhân vật lịch sử nổi tiếng thời Đông Hán. Cuối tháng 12 năm 2009, toàn bộ công việc khai quật mộ đạo và mộ thất của lăng mộ thời Đông Hán được phát hiện tại thôn Tây Cao Huyệt, xã An Phong, huyện An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, chính thức kết thúc. Đây là một lăng mộ xây dựng theo hình chữ giả, theo tiếng Hán, được xây dựng bằng những viên gạch men xanh lớn. Kết cấu bao gồm mộ đạo, mộ thất trước và sau bộ môn, hành lang và bốn phòng ngách nhỏ. Mộ đạo dài gần 40 mét, rộng 10 mét, độ sâu nhất đạt tới 15 mét. Hai bên đường càng đi vào sâu càng hẹp dần. Mộ môn hình vòng cung, cao hơn 3 mét. Mộ thất phía trước và phía sau hình vuông, đỉnh là 4 góc nhọn, có 4 phòng ngách.
phía trong mộ thất được lót bằng đá màu xanh. Mộ thất phía bắc cao 6,4 mét, mộ thất phía sau cao 6,5 mét. Không gian phía trong căn phòng hết sức rộng lớn, dài 3,6 mét và rộng gần 2 mét. Ngoài ra, những cổ vật được phát hiện phía trong lăng mộ rất nhiều. Phía trong lăng mộ còn xuất hiện những bức tranh bằng đá. Những cổ vật này đã góp phần rất lớn vào việc khẳng định chủ nhân của lăng mộ đồ sộ này, chính là Tào Tháo.